Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn mình đi về cái chùa Thiền viện Trúc Lâm ở Mỹ Khánh, Cần Thơ các bạn ơi. Hiện nay thì mình đang trên đường từ Cần Thơ đi về hướng Cái Răng đó các bạn. Ngay đầu cầu Cái Răng thì có con đường rẽ vô Mỹ Khánh nè các bạn. Thì xe đang 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 trên đường rẽ vô Mỹ Khánh các bạn. Ở đó thì mình nghe nói cái Thiền viện Trúc Lâm ở trong đó mới xây dựng các bạn, rất là lớn ha. Thì hôm nay mình có dịp ghé thăm ông anh ở Cần Thơ các bạn. Thì ông anh chở mình đi, lấy xe chở mình đi. Hiện nay thì đang đi trên cái con đường mà vô Mỹ Khánh đó các bạn. Thì Thiền viện Trúc Lâm thì ở trong đó. Bây giờ mình có dịp đi thì mình cũng quay lại chia sẻ cho các bạn xem. Cái Thiền viện Trúc Lâm nghe nói là cũng lớn lắm các bạn. Rồi ok, bây giờ mình đi ha. Các bạn thấy cái đoạn này thì mình thấy rất là đẹp các bạn. Một bên là nhà ha, qua con đường và cái mặt sông nữa các bạn. Cái view ở đây rất là đẹp các bạn ơi. Ở đây mà các cái biệt thự mà ở thì là sống hưởng thụ luôn các bạn ha. Nhìn ra mặt sông nè, mặt sông rất là đẹp ha. Nó còn quê các bạn, không có bị đô thị quá ha. Thấy mặt sông rất là hay nè, rất là yên tĩnh ha. Thì ở đây mà nếu mà có miếng đất rộng mà nằm bên đây đường nè các bạn, nằm đây đường ha, làm cái biệt thự mình ở ha. Để mai mốt coi mình có trúng số mình vô đây làm cái coi, còn mà trúng số chắc mua cũng đủ anh ơi. Trúng số mua cũng đủ các bạn ơi đó. Các bạn thấy bên đó có một cái biệt thự rất hay đó. Giám đốc quỹ đầu tư của bạn mình ấy, bạn thân ấy, chưa là phó giám đốc sở tài chính. Thì ông anh ông nói cái con đường này thì sau này có thể nhà nước ta kè nó kiến thiết lại hết đó các bạn. Thành ra cái con đường này thì đất thì bây giờ nó cũng là mắc mỏ các bạn ơi. Cái khu du lịch Mỹ Khánh là nằm trong đây nè các bạn. Khu du lịch Mỹ Khánh thì đâu độn nữa là tới, mình có đi vô đó một lần. Nghe nói chùa Thiền viện Trúc Lâm thì mình chưa được tới, thì search trên Google thì cũng thấy hoành tráng các bạn ơi. Đó, để mình đi vô coi cái mình quay cho các bạn xem ha. Giờ đi vô đây thì chạy bằng Google nữa các bạn. Đó. Các bạn thấy trên đường chỉ đường đi ha. Khi đi tới cái này có cái ngã ba các bạn, bên kia có cái bảng chỉ dẫn Thiền viện Trúc Lâm nè các bạn. Anh em ơi, bây giờ rẽ trái vô ha. Ồ, đây có cái nhà hàng, cái tên cũng hay các bạn, Ngọc Ngọc Cánh Ngọc Đồng Quang ha. Bên đây nữa nè các bạn, có những cái dịch vụ ăn uống. Đây là gì đây, cà phê các bạn ơi. Đi dài đường thì đây làng du lịch sinh thái gì đó nè. Cái xu hướng phát triển du lịch của Cần Thơ là nghiêng về cái vườn các bạn ơi. Thường thì sông nước miền Tây các bạn biết rồi đó, cái lợi thế phát triển du lịch bằng cái cách mà du lịch làng quê đó các bạn. Mình thấy cái mô hình nó cũng rất là hay. Đó, các bạn thấy dài dài đường ở đây thì những cái quán xá đồ ha, quá trời nhiều luôn, san sát nhau. Hình như là cái cổng của Mỹ Khánh các bạn ơi, này cổng sau của Mỹ Khánh phải không? Cổng sau đúng rồi, cổng sau bạn ngang đường luôn nè các bạn. Ngày xưa là cái không có con đường này đâu, là Mỹ Khánh nằm hết trong đây nè các bạn, thấy không? Đó, khu du lịch Mỹ Khánh đó. Cái cổng trước là nằm ở ngoài bờ sông các bạn. Ngày xưa chưa có con đường này là mình đi từ ngoài mình vô đi ngang đây nè. Bây giờ có con đường mới luôn. Ồ, lâu lâu mình về Cần Thơ thì nó thay đổi gì các bạn. Nói chung là mỗi nơi đều có thay đổi hết các bạn ơi. Thì về Trúc Lâm ở đâu ta? Anh cứ chạy tới đi anh, như trong Google nó bắt chạy tới quẹo phải đó. À, trên đây phải không? Cái cổng đó mình gặp rồi, nó diễn đâu ở đây 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 đây, tới tới.
Trúc Lâm Phương Nam các bạn ơi. À, Trúc Lâm Phương Nam. Rồi hôm nay mình đã tới cái cổng của thuyền viện rồi các bạn. Chắc có không cho xe ra vô ha. Thuyền viện Trúc Lâm Phương Nam ha. Giờ để tìm chỗ đậu xe ha. Thì sau khi đậu xe rồi các bạn thì bắt đầu ở cổng chính rồi các bạn. Đây là cổng chính ha, để mình vô mình tham quan. Đó, ở đây là cái cổng đi vô hay gì nè. Ôi rộng các bạn ơi. Ồ, đây có một cái vàng lan quá trời luôn. Đó. Tâm kính, trí tuệ cứu kính rộng lớn. Ồ, đây là tượng Quan Âm các bạn. Quá lớn luôn. À, các bạn thấy sau khi mình đi vô thì tới chính điện nè các bạn. Ồ, quá rộng luôn hả? À vậy là bên đó cũng có một cái cổng các bạn ơi. Ồ vậy là mình đi cái cổng phụ các bạn ơi. Đây là cổng chính ngoài đây nè các bạn. Ồ quá rộng luôn ha. Ồ mình thấy cái mái chùa làm mới các bạn. Mới nhưng mà nhìn nó cổ kính giống như là xưa các bạn ơi. Nha. Những cái viên ngói là thấy nó cũng xưa ha các bạn. Nó là tổng thể ngoài nhìn vô cái chính điện nè các bạn. Rất là đẹp ha. Bên đây là cái tháp chuông nè các bạn. À, hai tháp chuông ha. À, hình như mình thấy thuyền viện làm cũng giống nhau các bạn. Mấy cái thuyền viện khác. Đặc biệt này là thuyền viện Trúc Lâm các bạn. Này là phái Trúc Lâm các bạn. Phái Trúc Lâm này thì theo mình biết là của người sáng lập ra là Phật Hoàng đó các bạn. Ồ, quá rộng bạn ơi. Hai gốc. Mình thấy đây có mấy cái gốc mai chiếu thủy các bạn. Để mình quay cho các bạn xem cái gốc mai chiếu thủy này kiển cổ các bạn ơi. Ồ. Sao ra bông quá trời luôn. Này là bị thiếu nước nè. Thiếu nước xong rồi tưới nước lại ra bông vậy đó các bạn. Đặc biệt mai chiếu thủy là nó vậy đó các bạn. À. Wow, đây nữa nè. Cái gốc này kiển cổ các bạn ơi. Có những cái tài độc đáo ha. Tài được quái nè các bạn. À. Wow. Kiển cổ Đắc Phương Nam các bạn. À, nó có những cái tai nhạo ha, à, thấy không? À, miền Tây á, đúng chắc miền Tây luôn nè. Nó có những cái tai nhạo ha, thấy không? À. Wow. Gốc này bự các bạn. Không ngoài cổ á. Quá trời luôn, cao ha. Một nguyên cái khu viên quá lớn luôn các bạn. Đây thì có những cái tượng ông La Hán các bạn, nguyên một cái lối đi ha, tượng La Hán. Ồ cái này nu các bạn ơi. Wow nu à. Này là cổ lắm các bạn, cái quay nhậu nữa các bạn ha. Ồ nu luôn ha. Cây này với hình như là cây bên đây là một cặp nè. Đúng rồi. Hai cây cặp nè. À, những cái phần mái đó các bạn. À, thấy rất là cổ kính ha. Nhìn độc đáo không? À, mặc dù là mới nhưng mà làm giống như cổ các bạn. À, những cây cột này các bạn thấy không? À, những cây cột này là đục bằng đá ra các bạn. Đá ha, đá nguyên khối. Ha, đá nguyên khối chạm ra nè. Cái này mình nghĩ là nghệ nhân của Quế làm các bạn.
Đó, nghệ nhân quế là có những cái cục đá mà tạc ra thành cái những cái phù điêu luôn, thấy không? Đó. Này nguyên bản là đá nha các bạn. Đá nguyên khối tạc ra ha. Đó. Mấy cái phù điêu ở trên này là mình nghĩ là người Quế làm các bạn ơi. Nghệ nhân Quế các bạn. Nhìn nó cổ kính ha. Ồ. Cư trần lạc đạo, ở đời vui đạo, hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Này là của Phật Hoàng á, câu của Phật Hoàng các bạn ơi. Hay quá. Sau khi mình tham quan một vòng trong chùa thì mình cái video mình đến đây kết thúc rồi, mình xin tạm dừng video tại đây ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo nha. Rồi, xin chào.